Đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn, xin chào Nguyên Khôi và xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong ngày đầu năm thì chúng tôi cũng mong là có được những cái tin vui, nhưng mà đọc tới đọc lui báo trong nước thì không có cái tin nào vui cả. Cho nên là mở đầu chương trình thì Hoàng Tuấn xin phép là đưa lên trên màn hình đã hai bức hình mà quý vị đã gửi cho chương trình. Thứ nhất là có một cái có người chụp được ở khách sạn Việt Nam quảng cáo là có vợ miễn phí thì để là free wife có thể gửi chúng tôi và đầu năm mà quý vị xem cho nó vui thì nha. Một cái hình thứ hai đó thì với hình thức là câu đối, nếu mà nói về cái chuyện mà chữ nghĩa thì nó không phải là câu đối, nhưng mà nếu mà cái hình thức á, cái hình thức thì là nếu nhìn hình thức thì cái dạng của câu đối, nếu đúng theo chữ nghĩa Việt Nam thì không phải câu đối, nhưng mà chúng tôi nghĩ như thế này, theo Hoàng Tuấn đó, đây là một sự kết hợp là rất là nhuần nhuyễn, rất là hài hòa, nói theo thuật ngữ chính trị đó là hòa hợp hòa giải dân tộc. Một bên đó là hình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, còn một bên là hình của Hồ Chí Minh. Còn một bên hình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì có cái câu là đừng nghe cộng sản nói, nhìn hãy nhìn cộng sản làm. Bên cái hình của Hồ Chí Minh là có câu là chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Nhưng là thực sự biết cho họ rất là hay. Chứ như là cũng được một nụ cười đầu năm vào cái quý vị. Chúng tôi xin phép Nguyên Khôi cho Hoàng Tuấn trả lời thư rất nhanh nha. Có một vị nói rằng là về cái thông tin trên báo Tuổi Trẻ năm 91 là nếu được thì xin hai anh scan thành file và sẽ share qua mail cho độc giả nào muốn xem tham khảo, thì chúng tôi nhận được qua máy phát thôi, thì chúng tôi sẽ xem cái việc này. Rồi có một người có gửi cho chúng tôi một bài Sớ Tác Quân cũng viết rất là hay, mà rất tiếc chúng tôi không đủ thời gian để chia sẻ với quý vị. Cảm ơn một người ở bên Atlanta, một người ở miền Bắc và lớn lên trong chế độ cộng sản sau năm 75, tức là năm 77 đã chạy vào Vô Nam, tìm một chút tự do còn sót lại mà cũng không được, cho nên chạy tút qua bên Na Uy luôn. Và anh này có gửi lời thăm chúng tôi và có nói như thế này: muốn đến chính mà bên Nguyên Khôi về, anh Nguyên Khôi đó là Hà Nội có phố 7. Phố này đã có từ ngày xưa rồi, trước đây Bác Hồ gọi là phố Hàng Đè. Cái này người mình bắt nói cho mình chứ biết rồi nói. Anh nói lại cho nó, phố gì? Trước đây Bác Hồ gọi là phố Hàng Đè. Có 36 phố đó, hồi về hàng kia có phố Hàng Đè. Không có dấu thì chúng tôi nghĩ là phố Hàng Đè hoặc là phố Hàng Dê. Thường thường chúng tôi nghe nhiều người cũng nhắc tới cái phố Hàng Đè. Tôi còn muốn nói nhiều nhưng mà thôi, cộng sản tôi không muốn nhắc lại, chỉ tội nghiệp cho dân tộc tôi mà thôi. Và anh nói rằng là tôi không tin là cộng sản có thể tồn tại mãi mãi. Có tên nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi không đọc tên ra. Và có một người thì ở trong nước nói rằng là có ý kiến là như thế này. Ý kiến thì cũng khá dài, chúng tôi chỉ trích được một vài đoạn. Thứ nhất, Trung Quốc không đánh Việt Nam đâu, bởi vì không ai dạy dột đánh người mà họ đã bưng hai tay đưa cho mình cái mà mình muốn. Rất là hay. Rồi nói là rồi cái chuyện mà không nên mất thời gian vô ích khi muốn đánh động vào lòng yêu nước tinh thần dân tộc của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam, bởi vì họ không có cái khái niệm đó. Cũng rất là hay. Rồi những người mà đưa tin ở trong nước đó, phần lớn là làm công việc thông tin ở trong nước, chỉ là giống như là robot thôi. Và lãnh đạo cộng sản Việt Nam mà không có sợ cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tại sao? Vì tất cả họ đều chuẩn bị cho cuộc sống tương lai không cần tổ quốc, mà sẽ sống như những ông hoàng bà chúa ở một quốc gia trung lập hay tư bản nào đó, mỉa mai thay trong mặt nước. Đây là một vài ý mọn xin đóng góp với chương trình thôi. Chúng tôi xin cảm ơn một vị ở trong nước đã gửi cho chúng tôi những ý kiến như thế này. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời người thôi. Cảm ơn cái chuyện ý kiến cuối cùng vừa rồi thì nhiều khi họ tính như vậy nhưng mà còn trời cho có được hay không thưa quý vị. Những người như là ông Gaddafi, ông Mubarak, cách đây một năm trước họ đã có nghĩ đến cái chuyện mà họ phải ra đi, họ phải bỏ nước ra đi đâu, và nhiều khi họ cũng nghĩ đến cái chuyện là họ đã chuẩn bị cho những cuộc sống của họ ở những nơi nào đó với đầy đủ các phương tiện tiền bạc sẵn có, nhưng mà cuối cùng họ có được tưởng không cho cái chuyện đó, chưa chắc là như vậy. Hãy đợi đấy. Vâng, bây giờ thì câu chuyện của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng thưa quý vị, và hình như càng ngày càng có nhiều bài báo nói nhiều hơn, đồng loạt các báo đều nói, và chúng tôi thấy là nó có một cái sự trái chiều rõ ràng, đó là lần này thì báo chí đứng ra bênh vực cho gia đình ông Vươn, chúng tôi thấy như vậy. Đặc biệt là những ý kiến của những độc giả các báo trên internet, hầu như tất cả các báo đều có những cái bài bênh vực cho gia đình của ông Vươn. Không có bình vực cho cái hành động của ông Vương, nhưng mà bình vực cho hoàn cảnh của gia đình. Tại sao cái sự là xảy ra đến như vậy? Và ít nhiều người ta cũng nói là bên chính quyền huyện xã phải có trách nhiệm vấn đề này.
chúng tôi hầu như báo nào cũng đăng, cho nên chúng tôi chỉ chọn một vài bài tiêu biểu hoặc là một vài đoạn ngắn để nói về cái chuyện này mà thôi. Thưa quý vị, bài trên báo VN Express: cưỡng chế đầm tôm ông Vươn để đảm bảo công bằng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang lẫn Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho rằng cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Vươn nhằm đảm bảo công bằng khi mà diện tích đất của người dân hạn hẹp. Thì phục vụ cho nhân dân dữ ha. Nhưng mà khi mà họ đưa ra cái bằng chứng đó, tại sao mà nói cái chuyện mà công bằng đó, thì xin mời quý vị theo dõi sau đây. Theo vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện, thì trung bình mỗi người dân Tiên Lãng chỉ được có hơn một sào đất nông nghiệp, trong khi nhà anh Vương có hơn 40 hectare mà không thực hiện nghĩa vụ. Họ có nói là trước đó họ có nói là anh này được hưởng đất rộng như vậy, 20 hectare rồi 40 hectare vân vân, mà trong những năm qua là hàng trong hơn chục năm được giao đất, đóng góp vào ngân sách của gia đình ông Vương không có nhiều, tức là ngân sách của xã là của hiện nay vừa nó không có đóng góp nhiều. Vì trước hết á, tức là với lệnh con đen thứ nhất là một sào đất, thì sào đất nông nghiệp, đất thì đất có sẵn rồi, anh chỉ ra anh cày cấy là anh có hoàn trả thôi, còn đất mà 40 sào, 20 sào đấy, đất không phải là đất nằm ruộng đâu, đấy đất là biển, đấy là cái ruộng đất hoang, đất hoang, đất đầm lầy mà không, nếu mà không có những kế hoạch dài hạn và không bỏ vào đó bao nhiêu tiền của sức lực và cả sinh mạng nữa, thì làm sao mà có được cái cơ ngày hôm nay. Nhưng mà cái câu rất là, chúng tôi phải nói là không biết là họ suy nghĩ như thế nào, mà không biết là làm sao họ có thể thể đoàn cán bộ để mà quản lý điều hành một cái xã, một cái huyện được, khi mà họ nói như thế, như câu như thế này. Không những thế, trong hơn chục năm được giao đất, đóng góp vào ngân sách của gia đình ông Vươn không nhiều. Lý do là tại vì, thưa quý vị, khi mà những người dân bình thường được giao cái miếng đất, thứ nhất là được giao miếng đất hoặc canh tác đi, họ đâu có thể bỏ ra cái gì đâu. Còn gia đình ông Vươn phải bỏ vào đây bao nhiêu tiền bạc, cho đến ngày hôm nay, cho tới lúc mà bị đất bị tịch thu rồi đó, bị gọi là bị cái gì anh cưỡng chế, cưỡng chế rồi đó, thì thưa quý vị cũng vẫn còn nợ, cái nợ đó bao tiền mượn nhà bán cửa, bán hết cái này bán hết cái bán đàn mình này, bán cái tài sản khác bỏ đến cho đến bây giờ chưa trả hết nợ, thì lấy đâu mà người ta đóng. Thì có người gọi phần cho Hoàng Tú đó là nó cái chữ cưỡng chế đó là cướp cạn. Vì dùng cái chữ cướp cạn nó cũng còn nhẹ lắm, chúng tôi không biết có nói rồi. Đây là một hành động ăn cướp rõ ràng, cướp là cướp sâu chứ không phải cướp cạn nhé. Và lúc nãy như tôi có nói là báo chí người ta cũng có cái chiều hướng binh vực cho gia đình của ông Vương. Trong bài báo mà anh Khôi đọc mà tôi cũng có trên tay, đó là Mặt trận Tổ quốc phải ủng hộ ca việc cưỡng chế thu hồi đất vì nó đúng đắn. Ông Tuyền nói và cho biết thêm, dư luận nhân dân đa số ủng hộ, thì người ta bỏ cái chữ đa số ủng hộ trong khuôn mặt kép, người báo họ in trong mặt kép. Thưa quý vị, ở Việt Nam bây giờ xin lỗi quý vị, nó rất là trơ trẽn ở cái chỗ là khi mà chính quyền địa phương hay là công an mà ức hiếp người dân đó, rồi cho côn đồ đầu gấu rồi là tới phá nhà người ta, thì cứ bảo rằng là đó là cái những quần chúng bức xúc, cũng quá bức xúc. Và khi người ta đàn áp một người nào đó thì người ta cứ bảo rằng là đa số nhân dân quần chúng ủng hộ, nhưng mà người ta chỉ nói vậy thôi. Mà trong khi đó, nếu mà chúng ta đọc những cái ý kiến ở trên báo đó thì đa số là đều bình vực cho gia đình của ông Vương. Thì chúng ta thấy là cái qua cái sự việc như vậy, chúng ta thấy là những người mà ta làm cán bộ từ nói cấp xã tới huyện, nó tới trung ương toàn là nói dối cả, nói láo rồi thì quý vị, và nó láo không biết ngượng miệng một chút xíu nào cả. Chẳng hạn những cái vụ mà tại sao rất nhiều người đặt ra vấn đề, ngay tổng lý Đức Anh cũng đặt ra vấn đề là tại sao cái nhà của người ta ở ngoài khu vực bị cấm chế, ở ngoài khu vực đó mà nhà cũng bị săn đặt, cũng như thì dạ vâng bị phá luôn, thì ông ấy bảo làm chúng bức xúc, là quần chúng bức xúc để phá căn nhà. Nhưng mà cái hình ảnh trên báo chí đăng cho thấy là có xe ủi đến ủi căn nhà, quần chúng bức xúc có xe ủi, quần chúng bức xúc mà có xe ủi, hoặc là quần chúng bức xúc quá cho nên mướn xe ủi. Mà thưa quý vị, chắc là quần chúng ở huyện Tiên Lãng, ở cái vùng quê ở Hải Phòng, thì tôi nghĩ rằng chắc mà có xe ủi chắc cũng hiểu này anh nhỉ. Quần chúng này, quần chúng hơi đặc biệt đấy. Thì hành cái chỗ mà quần chúng bức xúc ấy, thì trao đổi với đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, thì trưởng đoàn giám sát Nguyễn Công Nguyên, trưởng ban kinh tế đối ngoại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cho biết, dân xã Vinh Quang đang phẫn nộ về việc có ý kiến nói là người dân phá nhà của ông Vương. Ngoài ra, dư luận địa phương đánh giá cao công lao của gia đình ông Vương với người dân xã Vinh Quang. Thưa quý vị, như vậy thì đừng có nói cái chữ là đa số ủng hộ. Hồi xưa giờ khi người ta đàn áp người nào, người ta là trấn áp người nào, luôn người ta thuê côn đồ đầu gấu, thì người ta cứ bảo đó là do quần chúng nhân dân bức xúc quá mà làm như vậy. Thì bây giờ người ta cũng dùng cái chữ là đa số ủng hộ, mà chính báo đăng mà ông này là ông
trưởng đoàn giám sát đó nha. Hôm qua nó cái đơn giá là tức tức, phẫn nộ. Tôi không tin nổi. Vâng, và cái phái đoàn giám sát của mặt trận trung ương về, đó mặt trận tổ quốc trung ương về thì cũng có nhiều rất nhiều điều để đáng nói ở trong này, nhưng mà không có giờ nhiều, chúng tôi chỉ xin nhấn vào một điều cuối là báo có nói như thế này. Sắp tới thì cần có cuộc đối thoại giữa dân và chính quyền. Chính quyền cần làm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, tự phê về những cái chưa đúng, cái sai, và dân thì cũng nhận cái gì mình sai. Hai bên cùng bàn thảo về chủ trương lấn biển, thời hạn giao đất cây nông nghiệp ngắn ngày là 20 năm, cây ăn quả rừng, cây ăn quả tức là hoặc là trồng rừng đó là 50 năm. Cái điều này thì nó hợp lý, là tại vì bây giờ chẳng hạn mình cho phép người ta khai thác cái vùng đất đó để người ta trồng rừng, mà cái cây mà để trồng rừng á 20 năm nó khai thác được, mà anh cho người ta thời hạn 20 năm thì có phải là anh ta làm không công cho anh nước ta làm chuyện đó không ạ? Thì cái đó phải 50 năm. Dạ vâng. Nhưng mà có lẽ cái một trong cái vấn đề mà báo trong nước không nói tới, và cái điều này rất là quan trọng, và chúng tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta hải ngoại cũng như đồng bào trong nước, nếu mà xem được cái chương trình này nên chú ý chuyện này, tại vì báo chí trong nước hoàn toàn nói tới được quan tâm của này, đó là cái tình trạng của ông Vương và những người anh em của ông nằm bị giam giữ, là tại vì bà vợ của ông Vương khi trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do, chính giọng của bà chứ không phải là đài Á Châu Tự Do, họ viết ra bản tin đó, chính giọng của bà trả lời cho biết là bà bị đánh đập rất là dã man ngay ở trong nhà bà, trên đường dẫn đi, và bà là một người đã có thai, đã có chữa, mà công an nên bất cứ nhân viên mình đã dùng cây đánh vào bụng của bà, đến nỗi mà những người dân hàng xóm xung quanh họ phải lên tiếng, tại sao người ta đang có thai. Á Châu Tự Do, chính giọng của bà chứ không phải là đài Á Châu Tự Do, họ viết cái bản tin đó, chính giọng của bà trả lời cho biết là bà bị đánh đập rất là dã man ngay ở trong nhà bà, trên đường dẫn đi, và bà là một người đã có thai, đã có chữa, mà công an nên bất cứ nhân viên mình đã dùng cây đánh vào bụng của bà, đến nỗi mà những người dân hàng xóm xung quanh họ phải lên tiếng, tại sao người ta đang có thai mà đánh người ta như vậy, trong khi đó người ta có làm gì đấy, những tội đâu, chồng con người ta có chuyện gì, thì những người đó chịu trách nhiệm thôi, mà ngay cả người ta có làm gì những tội nữa thì cũng đâu có được quyền đánh đập người ta như vậy. Thực ra luật pháp họ là cái chế độ rất là cổ độ, người ta luôn luôn mở miệng ra là lo cho dân, người ta chửi chế độ phong kiến thực dân là bóc lột đàn áp nhân dân, và bây giờ thưa quý vị, tất cả những cái điều mà nó đang xảy ra ở thế kỷ 21 ở Tiên Lãng ở Hải Phòng đó, nó còn tệ hại hơn cả cái thời thực dân Pháp nữa. Dạ vâng. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nhắn với anh chị em mà làm ngành truyền thông ở trong nước đó, thì trong cái sự việc này các anh chị đã có sự can đảm rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái can đảm đó chưa đủ, thì không nhắc tới những cái diễn biến xung quanh đến cái việc mà gia đình vợ con của ông Mương bị đánh. Và cũng phải để ý một chuyện nữa, nếu mà ở ngoài mặt, ở ngoài đường, giữa phố, giữa chợ, giữa đường, giữa làng như vậy mà người ta còn dám đánh nhà bà vợ của Vương và những người cái người em người thân trong gia đình, thì ông Vương, anh em ông ấy ở trong tù, ai bảo đảm được sự an toàn tính mạng của những người đó đây? Thì ngay bây giờ ví dụ như là chúng ta trở lại cái chuyện cũ, như là ông Miếu Cày đó, thì bây giờ người ta cũng không biết là ông sống hay là chết nữa. Cho nên là thưa quý vị, sống như chế độ cộng sản rõ ràng là sống trong một cái nhà tù, và công an á thì nó là công an nhân dân, mà thực sự là công an chỉ để đánh dân thôi. Giờ nếu anh chị em trong nhà báo ở trong nước mà có được những cái tin tức này đăng tải để cho mọi người trước hết là biết thực trạng hiện nay của ông Vương như thế nào, và sau đó thì cái hình thức những cái tin tức này đăng tải như vậy dù sao đi chăng nữa nó cũng ít nhiều nó bảo vệ được phần nào cái sự an toàn của ông Vương. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Kính thưa quý vị, đó là phần 2 của chương trình. Thì Hoàng Tuấn thấy là trong ngày đầu năm đó có một cái tin, thấy là nói theo cái cách nói của báo chí trong nước chứ không phải là người dân trong nước nha, bởi vì hôm trước chúng tôi nói người dân trong nước thì có người gửi email đó, không phải, đó là báo chí của cán bộ nói với chúng tôi cũng nói là cũng tương đối là hồ hởi phấn khởi khi mà Việt Nam phản đối định cấm đánh cá của Trung Quốc. Những năm trước khi Trung Quốc cấm đánh cá đó, cấm cả mấy tháng trời đó, thì Việt Nam không nói năng gì cả. Và Trung Quốc bắt ngư dân của mình thì không nói gì cả, nhưng bây giờ thì có lên tiếng. Chúng tôi không biết là sau cái bộ lên tiếng này nó sẽ như thế nào, nhưng mà ít nhất á, thì cũng có lên tiếng được, thì cũng thấy là nó đỡ hơn là làm thinh, nó đỡ nhục có một tí. Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc, lệnh cấm đánh cá mà, xin lỗi quý vị, lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đưa ra áp dụng trên một số vùng biển của Việt Nam và sự vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Bộ Ngoại giao đã tuyên bố như vậy.
Và trước đó ngày 17 tháng 1 thì mạng nghề nghiệp Trung Quốc đăng thông báo của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc về thời gian mùa nghỉ đánh bắt năm 2012. Theo đó thì Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông năm nay từ 12 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 12 giờ ngày 1 tháng 8. Phạm vi của lệnh này thì bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lưu Thanh Nghị khẳng định lệnh nói trên là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Và báo chí cũng cho biết là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc và phản đối việc làm nói trên của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, có lên tiếng thì nó cũng đỡ hơn là không lên tiếng. Nhưng mà chúng ta không biết là sau khi lên tiếng đó thì việc gì nó xảy ra thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Thì anh cũng... ông có nói thêm là chẳng hạn như bây giờ mình phản đối. Mình phản đối rồi bây giờ dân mình nghe theo lời phản đối của mình cứ ra đánh bắt cá ở những cái vùng đó rồi Trung Quốc nó bắt. Hay là đánh nóng tàu, hay nó giết. Được làm sao? Có không được. Chưa biết là việc gì nó sẽ xảy ra. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì các quý vị cũng sẽ phải báo chí là Việt Nam bây giờ đã có chế tạo ra, sản xuất được tàu chiến. Cũng có tàu chiến là làm tại Việt Nam. Thì chúng tôi cũng hy vọng là tàu chiến làm tại Việt Nam thì tất cả những cái máy móc thiết bị trong đó đó khi mà sử dụng những cái máy móc thiết bị đó thì nói tiếng Việt thì nó hiểu, chứ đừng có là nói tiếng Việt nó không hiểu và nói tiếng tàu nó hiểu thì khổ lắm. Tức là tàu chiến Việt Nam nhưng mà thay vì tức là bảo vệ vùng biển Việt Nam thì nó là bảo vệ ngư dân của Trung Cộng, thì cho nên chúng tôi cũng hơi lo cái việc đó nha. Thì trước khi mà nhường lời cho anh Khôi thì chúng tôi nói cái chuyện mà người Tàu với người Việt á, thì ở bên Việt Nam thì anh cũng biết là có một số người Tàu người ta cũng chạy qua Việt Nam mình lâu năm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta hải ngoại, tức là đi mua thực phẩm á, hay là đi mua này mà thấy made in China là mình không có mua. Thì cũng có những người mà ta sống ở bên Mỹ này người ta cũng hơi buồn. Ta nói là tôi là người Tàu bị người ta đối xử không có công bằng, nói tôi là dân của Mao Trạch Long. Tôi không phải Mao Trạch Long đâu, ngộ là Trung Mẫn không có cộng. Trung Mẫn có cộng là người Việt Nam mà chạy cộng sản là 2 lần. Mà tất cả chạy vô Lam, mà vô từ miền Lam mà chạy qua Mỹ, mỗi chạy tới 3 lần. Qua bên Tàu chạy qua tất cả không đi, là chạy vô Lam không đi, là chạy qua tới Mỹ chạy tới 3 lần. Đó có hỏi chứ không phải mấy người mà không ưa cộng sản đó. Mấy người mà gọi là ở trong nước và là những thành phần mà phản động lưu vong. Lị thấy cái lá cờ đỏ sao vàng Lị có sợ không? Sợ chứ không sợ rồi. Cái lá cờ đó nó Lị sợ Lị phải hiểu cho ngộ. Nó có một cái sao vàng à. Ngộ thấy cái lá cờ kia nó tới 5 cái sao vàng à. Sợ thấy mẹ đó. Ngộ là Trung mà không có cộng á. Nó nói ngộ trội nghiệp ngộ lắm. Bây giờ mà ông làm ở quê Việt Nam là có 5 sao vàng. Bây giờ thiếu một sao nữa, 6 sao vàng. Ông nói lên đây một ngôi sao vàng là mình đã sợ rồi. Lị thấy cái mình cái Lị sợ ngộ thấy tới 5 cái thì ngộ con sợ đi chứ. Đây là bản tin ngắn trên báo Người Lao Động. Bắt khẩn cấp thiếu tướng quân đội dòm. Chà, Việt Nam giờ có nhiều đứa dòm, có thiếu tướng quân đội cũng có tin tức dòm. Anh thì hiểu rồi, quý vị. Cái gì cũng dòm cả. Là bây giờ bằng cấp cũng dòm, hàng hóa cũng dòm. Rồi bây giờ đến thiếu tướng quân đội cũng dòm. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tội phạm trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ, Công an thành phố Hà Nội ngày 18 tháng 1 cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Quang Chiến sinh năm 1957, trú tại tập thể trung tự quận Đống Đa Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra trong năm 2011 thì Đỗ Quang Chiến đã giả danh thiếu tướng quân đội, tự khoe với nhiều người có thể chạy việc ở các trường đại học để trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đến thời điểm này đã có ít nhất 2 bị hại đã đến cơ quan công an trình báo bị đối tượng này lừa đảo và trộm cắp tài sản. Thứ nhất thưa quý vị, nếu mà tôi nhận mình là thiếu tướng thì ít nhất là cũng phải kiếm cái vùng xa xa Hà Nội mà làm ăn, đúng không? Thiếu tướng mà thiếu tướng ở Hà Nội thì mà làm ăn ở Hà Nội thì cái ông này ông Đỗ Quang Chiến thì cũng dân gần quốc loại thuộc lại ngon, nó có mặt mà có mặt mà đang ngon. Thứ hai nữa thưa quý vị là tại sao ông giả danh thiếu tướng quân đội mà ông tự khoe với những người là có thể chạy việc ở các trường đại để trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tiền. Như vậy thì các thiếu tướng quân đội của ta cũng hay là cái việc mà chạy việc ở các trường đại trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tiền sao? Ngoài đúng rồi, chứ cái này thiếu tướng đó nha. Thiếu tướng nói là tổ uy lắm thì chắc là cũng phải có những thiếu tướng thật làm việc đó rồi, cho nên thiếu tướng giả mới làm việc đó. Cái này nhiều quá, nhưng mà cái điều mà chúng tôi phải chú thích thêm đây thằng giọng nó nhiều quá, giờ mình cũng phải đề phòng một ngày nào đó mà bắt khẩn cấp thủ tướng giọng
thì chúng tôi phải coi lại cái hoàng quán này chẳng. cứ coi đi coi lại, chúng tôi thấy hình ảnh của anh đôi khi chúng tôi cũng không phân biệt là anh ấy là thủ tướng Dũng ở trong nhà, nó cũng giống nhau nhiều quá. Nhưng mà ngày nào đó thưa quý vị, nếu mà tình cờ quý vị ở trong nước mà có thấy cái thủ tướng đến thăm nhà quý vị, đến thăm cơ quan của quý vị, xin kiểm tra hành động thủ tướng Dũng hay là Hoàng Tuấn đây. Rồi quá thưa quý vị, nói chuyện giỡn thì chúng tôi có một cái bài báo như thế này. Dù chưa học hết cấp 3 nhưng ông Lê Khắc Học, phó chủ tịch hội đồng nhân dân phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa vẫn khai trình độ văn hóa 12/12 trong hồ sơ đảng để được cử đi học trung cấp lý luận chính trị về nghiệp vụ thanh vận, trung cấp hành chính. Và cái điều tái khoái lên cái này, ông khai đó là ông đã tốt nghiệp năm 9 môn học, cái khóa học là từ năm 91 tới năm 94, có chỉ ký xác nhận của ông Lê Chí Thảo là hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Hoàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Tuy nhiên, niên khóa 91 và 94 thì trường này chưa thành lập. Ông học từ năm 91 tới năm 94 và ông có bằng cấp tốt nghiệp, nhưng mà năm đó trường chưa thành lập, tức là ông đã đi trước thời đại, trường chưa thành lập mà ông đã. Thì cuối cùng thì người ta thường vụ thị ủy thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông vừa công bố quyết định khai trừ đảng và bãi nhiệm đại biểu hội đồng nhân dân phường đối với ông Lê Khắc Học. Rồi báo VN Express có câu chuyện là nhà xe chứa hàng nóng trong hoạt chất chở quá tải. Sở dĩ chúng tôi đọc bài báo này là tại vì thấy cái nhan đề của bài báo có chứ hàng nóng, mình không hiểu hàng nóng đây là gì, thì đọc xong mới biết là có chở vũ khí xung quanh vân vân. Thì câu chuyện là chiều ngày 19 tháng Giêng, nhóm 5 người nhà của xe khách từ Đà Nẵng về Đắk Lắk đã ẩu đả với tài xế xe container. Công an phát hiện trên xe chứa hung khí nên tạm giữ ô tô, còn 62 hành khách thì bị bỏ rơi bên đường. Tức là câu chuyện là đại khái là cái xe này xe chở khách và họ chở quá tải. Bình thường là họ ví dụ là họ chở được 50 người chẳng hạn như vậy, họ vượt quá quy định 15 người, tức là bình thường họ được 47 người thì bây giờ họ chở là 62 người và đánh nhau vì đi trên đường, rồi chắc là đụng chạm với cái xe container, rồi người nhà nhảy xuống đánh cái xe bên kia. Cái chuyện mà mấy ông đánh xe đánh nhau thì cái chuyện đó nó xảy ra bình thường ở Việt Nam thôi. Thì công an vào tay xử lý là đúng rồi, tại vì cái chuyện đánh người mà trái phép như vậy, cái đó không có gì ăn tất cả. Nhưng mà đọc hết cái bài báo này chúng tôi thấy ngạc nhiên một điều á, là gần Tết rồi. Gần Tết thì quý vị cũng biết là đến lúc mà Tết, năm hết Tết đến thì mọi người đều mong muốn về nhà, phải không ạ? Và nhiều khi thì cái xe nó có chật trội một chút xíu, nhiều khi cứ muốn lên xe để đi về thôi là chờ không được, không có xe để về. Nhiều người không có xe để về nhà trong dịp Tết này, nhưng mà người Việt Nam chúng ta thì có cái phong tục là mỗi năm thì đều về nhà mình xung họp gia đình đón Tết. Thì cái xe nó bị chở lố quá người cũng là một cái điều và không đúng luật, nhưng mà ít nhất là cái chuyện nó thực tế nó xảy ra thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta vấn đề đây á, cái chuyện là sau khi xử phạt những cái xe thì cái 62 người ta đuổi, 62 người đuổi xuống đường, công an đuổi người ta xuống đường. Thì bây giờ mà cái hình ảnh này thì chắc là đêm khuya là thì buổi tối. Thì bây giờ làm sao giải quyết cho người ta làm sao? Công an biết giải quyết cho dân như thế nào như vậy? Cái lỗi đâu phải người dân đi xe đâu, phải không anh Tuấn? Lỗi đâu phải người dân đâu. Thì công an phải tài xế chở thì là tài xế chở thôi. Và nếu mà trong trường hợp như vậy thì những người có lỗi đó thì giữ những người có lỗi thôi. Thì công an phải lo cái phương tiện như thế nào, hoặc là nếu mà lỗi thì cũng phải lỗi chết người gì cả. Thì để cho tài xế mình ghi nhận giấy phạt, rồi tài xế chở những cái người ở trên xe đó đến nơi thì mới là chăm sóc cho người dân, chứ bây giờ bỏ người dân dưới đường đi chợ thì chúng ta cũng hiểu là công an họ làm việc kiểu nào, và cái tinh thần trách nhiệm của những anh công an này làm sao đấy. Thì chúng tôi rất tiếc là không đủ thời giờ, xin chào tạm biệt, và chúng tôi mong rằng trong những chương trình tới thì chúng tôi có thêm nhiều thời giờ để chia sẻ với quý vị những tin tức khác nữa. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Đọc Báo Vạn do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.